Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Như tiêu đề của video thì hôm nay tôi sẽ dành một buổi video để nói về sách. Thì quay đất quay nhà nhiều rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về tri thức. Đấy, bởi vì thời điểm này đang là cái thời điểm chững của thị trường, giao dịch rất là khó, nên là thời điểm tôi nghĩ là mọi người thì ai trụ được với nghề thì sẽ trụ, còn ai không làm nghề đi làm ngành khác rồi. Và thời điểm mà chúng ta có thời gian, chúng ta dừng lại, chúng ta học hỏi thêm những kiến thức khác mà trong cái thời kỳ nó bùng nổ thì chúng ta không để ý. Như tiêu đề video hôm nay, chúng tôi sẽ review cho quý vị các bạn, không phải review mà chỉ giới thiệu thôi, một bộ sách của tác giả mà tôi cũng thích. Đấy là anh Trần Minh Bất Động Sản. Cái tên này có thể tôi nghĩ là đã rất quen thuộc với mọi người rồi, bởi vì anh Minh cũng có một cái kênh YouTube khá nổi tiếng. Đây, cái bộ sách tôi giới thiệu mọi người ngày hôm nay là bộ Trần Minh. Đấy, Trần Minh như này. Quyển này là quyển đầu tư bất động sản cá nhân, quyển đầu tiên của anh viết này. Sau đó là quyển hợp đồng mua bán đặt cọc bất động sản. Quyển cuối cùng là quyển này là dành cho là môi giới, đó là quyển marketing inbound không chạy quảng cáo. Thì hôm nay tôi sẽ nói qua một chút về nội dung và cái cảm nghĩ của tôi sau khi đọc những cuốn sách này. Đầu tiên ấy, thì đây là những cuốn sách mà được tôi nghĩ là biên tập và trình bày cũng khá là tốt, và nó có một cái giá tôi nghĩ là không hề rẻ so với trên thị trường. Quý vị nhìn ở trên đây nha, là 288.000. Cả ba quyển sách nào này thì không có quyển nào mà dưới 280.000 đâu, toàn từ 280 đến tầm đến 300.000 trong cái khung giá đấy. Nhưng mà thì thôi, trí thức về những cái deal tiền tỷ thì nó không rẻ. Đối với tôi thì ok, chấp nhận được, nhưng mà so với trên thị trường thì những cuốn sách này có giá không rẻ. Đầu tiên thì nói quyển đầu tiên, quyển này quyển nổi tiếng nhất là quyển đầu tư bất động sản cá nhân cùng Trần Minh. Thì đây là anh Minh đã tái bản lần thứ mấy thì tôi cũng không biết. Và lời đầu tiên tôi muốn nói là mọi người mua sách thì mua chính hãng nhé, đừng mua sách lậu, phải ủng hộ chính chủ, vì người ta đã mất công sức thời gian người ta viết sách cho mình rồi. Về nội dung cuốn sách này thì xem nào, để tôi đọc. Thì cuốn sách này dài 300 trang, nó sẽ nói về một chút về chiến lược đầu tư bất động sản cá nhân, bí quyết mua bán bất động sản, rủi ro cần tránh trong đầu tư bất động sản, rủi ro cần tránh đất quy hoạch này, vướng thế chấp ngân hàng này, đất bị chiếm dụng này, vân vân và vân vân. Nói chung cũng đầy đủ chiến lược chủ đạo trong đầu tư theo lãi vốn, đầu tư dòng tiền, đầu tư với số vốn nhỏ, đầu tư mua đất giá rẻ vùng ven thổ cư, bán chênh mua hai bán hai giữ một, mua ba bán hai giữ một. Nói chung là các chiến lược chung chung. Thì với những người mà tôi nghĩ là đã lão luyện, anh chị lão luyện rồi thì không cần phải đọc, còn đối với những người mới hoặc là mới mới đầu tư hoặc là mới bước vào cái game này tầm 2-3 năm thì mọi người cũng nên đọc. Và cái tôi đánh giá cao nhất ở cuốn sách này, đấy là cái cách tiếp cận và cách tư duy. Có nghĩa là anh Minh thì bao giờ có một cái cách tư duy là tổng quát và đi từ ngoài vào trong, đi từ trên xuống dưới, gọi là top down. Nghĩa là ví dụ nhé, có nghĩa là khi mà chúng ta đầu tư bất động sản thì chúng ta không biết là bắt đầu từ đâu. Nhưng đối với theo quan điểm tiếp cận của anh Minh thì anh Minh sẽ luôn là nó nhìn được một đất nước, tiềm năng đất nước ấy là cái gì, đất nước ấy đang trong cái giai đoạn nào, và khi ví dụ Việt Nam thì nhìn Việt Nam đang trong giai đoạn nào, tiềm năng phát triển như nào, hiện giờ như nào. Sau đó đi vào trong Việt Nam thì sẽ có 63 tỉnh thành, đúng không? 63 tỉnh thành, thì trong 63 tỉnh thành ấy thì phân tích từng tỉnh thành ra, trong 63 tỉnh thành thì có bao nhiêu thành phố, bao nhiêu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, bao nhiêu tỉnh, rồi bao nhiêu xã, bao nhiêu phường, hàng nghìn xã, hàng mấy chục nghìn phường, rồi các thành phố nhỏ, các thành phố lớn, các thị xã. Thì chúng ta thế mà chúng ta bổ xuống, có nghĩa là không biết bắt đầu từ đâu, chúng ta đi với những cái con số như thế. Một đất nước này, một đất nước xong có từng địa phương, từng tỉnh, từng thành phố, từng thành phố thì sẽ có từng xã phường, những cái đơn vị hành chính nhỏ hơn, và từ đó chúng ta bóc tách ra, chúng ta càng đọc chúng ta mất thời gian cho nghiên cứu, và chúng ta sẽ biết là đấy là chúng ta nên bắt đầu từ đâu, cái giai đoạn của cái địa phương nó nằm ở chỗ nào. Thì đấy là đi từ ngoài vào trong và đi từ trên xuống dưới. Và tôi cũng thấy thích một cái quan điểm anh trong cuốn sách này, đó là khi mà mỗi khi chúng ta đầu tư một cái bất động sản đó thì chúng ta phải biết đấy là cái miếng đất đấy nó như thế nào, nó đang trong giai đoạn nào, nó đang phát triển như thế nào, lý do tăng giá của miếng đất đấy là gì. Thì đó là nhiều cách, đấy là những cách tiếp cận mà tôi thấy là vô cùng logic và dựa vào lý trí chứ không phải dựa vào cảm tính. Thì đó là những cái mà sau khi đọc cuốn sách này tôi đúc kết được. Nên là như tôi đã nói từ đầu, ai mà mới đầu tư, ai mà bắt đầu cuộc chơi này từ dưới 3 năm thì nên đọc cho biết và mang đọc lại. Nó không thừa đâu, nghe nó đơn giản nhưng mà nó không thừa đâu, bởi vì nhiều khi chúng ta quên những cái điều đơn giản nhất. Thì đó,
Tôi và đây là quyển sách mà tôi tâm đắc nhất trong trong ba quyển này, đây quyển một và quyển đầu tư bất động sản cá nhân cùng Trần Minh. Nói luôn là phí của anh Minh mà nhận tư vấn là 50 triệu nhé mọi người, không rẻ. Ông ấy nâng từ 20 50 triệu, 50 triệu là tư vấn trọn đời không rẻ tí nào. Đây là cuốn thứ hai, là cuốn Hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản thành công. Thì tôi cuốn này có giá là 279.000 và nó cũng theo tôi đánh giá thì nó cũng khá là basic căn bản. Tôi đọc một nội dung của cuốn này, nó sẽ nói về những điều cần biết khi mà trước khi ký hợp đồng mua bán đặt cọc bất động sản này. Nó sẽ nói về từng cái loại hợp đồng mua bán rủi ro trong các loại loại bất động sản, ví dụ như thổ cư, chung cư, đất nền dự án, bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền thổ cư, thuê kho bãi nhà xưởng đấy, và hoặc là cách, và nó sẽ nói về cách giải quyết xử lý khi mà xảy ra tranh chấp rủi ro. Thì nói chung là đây là phần vấn đề kỹ thuật và nó cũng khá là đầy đủ thì mọi người đọc cũng được, nhưng mà cái này nó chỉ là phần hợp đồng thôi chứ nó không nói về kỹ thuật đầu tư, nó thuần là về kỹ thuật. Và tôi nghĩ là cái quyển này thì trong tương lai thì cái phần hợp đồng kỹ thuật này nó đơn giản là về kỹ thuật, và trong tương lai nó sẽ được giải quyết bằng luật sư, bởi vì chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mà pháp lý nó còn chưa rõ ràng, nhiều cái hơn bất động sản vẫn là chưa được chuyên nghiệp, nhưng mà khi mà đã tiến lên loại hình chuyên nghiệp rồi thì chúng ta mua bán hoặc là đặt cọc một cái gì đấy thì tất cả sẽ có luật sư, và tôi nghĩ là cái này trong tương lai thì sẽ thay thế bằng luật sư sẽ làm hầu hết những phần này, nhưng chúng ta nên đọc để chúng ta biết thế thôi. Thì quyển này là quyển mà tôi cũng đọc đọc nhưng mà tôi thấy bởi vì nó là phần là kỹ thuật thì mình cũng không cảm xúc gì mấy, nó thẳng như thế. Quyển thứ ba là quyển dành cho môi giới bất động sản. Đây quý vị nhìn thấy quyển này. Đây là marketing inbound không cần chạy quảng cáo. Đây là dành cho môi giới, ông ghi luôn như này là sách chỉ bán cho 30.000 môi giới và nhà đầu tư bất động sản. Quyển này mới phát hành là mới nhất nhá, là từ Tết năm 2023. Quyển này thì anh Minh viết về anh đây quý vị, anh Tuấn Hà của Vinalink ở đây. Anh đây là cũng cụ tổ digital marketing ở Việt Nam rồi. Anh là CEO của Vinalink. Đấy. Thì cảm nghĩ trong cái kỹ thuật này, trong quyển này thì các anh ấy sẽ nói về inbound marketing. Inbound marketing thì là theo tôi hiểu thì cách hiểu tôi và cái cách diễn giải tôi đấy là chúng ta không không phải là ra ngoài kiếm khách, mà chúng ta tự biến chúng ta thành một cái gì đó thú vị để người ta tự tìm đến với mình, thay vì chúng ta tìm đến người ta. Thay vì mình tìm đến người ta thì đây là mình tự biến mình thành một cái gì thú vị để người ta tìm đến mình. Ví dụ tôi đang làm kênh YouTube, tôi đang làm mấy nói chuyện mọi người, nó là inbound marketing đấy, ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Trong quyển sách này thì bởi vì đây là quyển sách để dạy marketing dành cho môi giới bất động sản đấy, nên là nhà đầu tư có thể bỏ qua. Thì trong đây thì người ta sẽ nói về inbound marketing là gì, các nghĩa này, sự khác biệt khi mà inbound hoặc không inbound trong trong dùng marketing này. Người ta sẽ phân tích là inside khách hàng, hành vi mua bán khách hàng như nào, não trái não phải quyết định cái gì, tâm lý khách hàng cái gì, quy trình tạo phễu. Ở đây nói rất nhiều về quy trình tạo phễu. Tạo phễu thì ví dụ như kiểu là các nhóm hội nhóm như Facebook, Zalo hoặc là các kênh YouTube ứng dụng ở trong marketing bất động sản và ứng dụng ở trong từng loại hình bất động sản khác nhau, ví dụ như bất động sản thổ cư, bất động sản nghỉ dưỡng, phân lô đấy, và inbound cho cả sàn giao dịch luôn. Sàn giao dịch thì cần làm những cái gì đó, thì đấy là thuần về dạy về cách kỹ thuật inbound marketing là tạo ra những cái phễu, tạo ra những cái chiến lược thu hút khách hàng. Ở đây thì ai là môi giới bất động sản thì nên đọc, tôi đọc thì tôi cũng thấy cũng thú vị, có những cái mà tôi chưa biết thì các anh đã thống kê ở đây rồi. Và trong cái sách này thì có cả những hình ảnh, rất nhiều hình ảnh về những cái group Facebook, Zalo thực tế mà đã trải nghiệm, đã có rồi hàng chục nghìn thành viên. Có nghĩa là đây là ứng dụng có nói được làm được, có nghĩa là người ta có nói và người ta có ứng dụng thực tế luôn, mà người ta đã làm những cái gì. Thì trong này có rất nhiều hình ảnh như thế, thì mọi người đọc trong này thì mọi người có thể tìm vào những cái nhóm đấy để mọi người nhìn cách người ta tạo những phễu khách hàng như thế nào. Thì tôi nghĩ đây là một sách khá hay cho những người mới. Còn đối với bản thân tôi thì đọc quyển sách này tôi thấy hơi bực mình. Bực mình làm sao, bởi vì thứ nhất là cũng chỉ có một lý do duy nhất, thì đấy là quyển sách này biên tập tôi nghĩ là khá vội vàng, nhiều lỗi chính tả tiếng Anh quá, nó như kiểu đang ăn cơm xong rồi cắn mày hạt sạn ấy. Bởi vì tôi không hiểu cái bạn biên tập viên của cái bạn, bởi vì đây là sách mà anh Minh
kết hợp anh Tuấn Hà, tôi không biết là bên anh Tuấn Hà biên tập hay bên anh Minh, mà tôi thấy hai quyển trước của anh Minh những hai quyển này mà bên anh Minh tự làm thì biên tập rất là ok, chả có bị lỗi chính tả, nhưng mà cái quyển này biên tập lỗi chính tả nhiều kinh rồi, toàn lỗi tiếng Anh, cũng chả hiểu mẹ mấy ông marketing nhưng mà viết toàn sai chính tả chịu, đọc nó cứ thấy cấn cấn. Ở đấy là về về lỗi chính tả thì tôi hơi khó tính phần đấy, nhưng mà còn về về kiến thức về nội dung thì tôi nghĩ quyển này ok dành cho các bạn môi giới. À, đây là một kỹ năng rất cần thiết để các bạn chạy trong thời buổi này, vì thời buổi này thì nó đòi hỏi môi giới phải có một cái sự bạo dạn nhất định, một cái sự dám thay đổi phong cách. Mà nếu mà chúng ta chỉ cần làm theo quyển này, môi giới mà chỉ cần làm theo cái quyển này thôi là chúng ta đã thay đổi rất nhiều, tôi phải nói thẳng là như thế. Chúng ta phải dũng cảm, chúng ta phải trường cái mặt chúng ta ra, chúng ta phải chứng tỏ chúng ta là một người uy tín đấy, kiểu vậy. Còn cứ mà ở nhà núp sau cái màn hình chạy quảng cáo hoặc là đi spam các hội nhóm rồi nó là kiểu nó sẽ bị tụt hậu đấy. Đấy thì đây là bộ ba quyển sách của anh Trần Minh Bất Động Sản tôi muốn chia sẻ hôm nay. Nó nói về chiến thuật đầu tư rồi, pháp lý và một cái inbound kỹ thuật marketing dành cho môi giới. Tôi nghĩ đây là quyển sách mà mọi người nên đọc, và cảm xúc của tôi đọc thì tôi thích quyển đầu tiên hơn nhất, còn lại quyển thứ hai pháp lý là hơi, còn những quyển kia thấy cũng không không ok, không chung không ấn tượng lắm. Đấy thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video video này, không có quảng cáo sách gì đâu, chỉ là chia sẻ đơn giản là chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video nói về sách lần sau. Xin chào.